Ở quay này tự nhiên chào cái già đi coi cú lụn hồi dép về tay. Có ăn được không? Thử ăn cay không? Chanh, chanh không có nước luôn vậy anh. Tại sáng chiều ăn không có sức thì mình dắt. Phải không? Giỡn hoài. Ở quay này tự nhiên chào cái nhà đi coi cú lụn hồi dép về tay. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà mình luôn. Chúc cả nhà mình ngày mới an lành và hạnh phúc và thành công trong mọi công việc. Ủ qua tay chứ quên. Ủ qua tay. Ủ qua tay mà cứ khổ khổ. Cú lụn của em nó tốt nữa nha. Có khổ gì mà. Chưa đâu. Một phỉnh luôn, cái này đào cho củ chứ đó mà. Để góc gọng cho cả nhà coi. Đó. Cái này dài cũng 2 mét mấy, ngang cả 1 mét mấy luôn á. Nhiều cục. Cái gì? Cái lôi. Dễ hơn là tay nha. Dạ không ta. Được mấy trái rồi bây giờ, chiếc này giờ ăn chiếc này nó hết luôn. Đụng trái nó nhiều không? Không. Ít thôi. Đủ ăn được rồi. Mấy nhỏ nó ăn không? Mấy nhỏ nó không mê thì thôi. Nó mê thì quất luôn. Để nhiều cho nó ăn. Để ba trái chẳng còn trái rồi mấy trái. Ui trái này sao? Rồi. Đây. Nó bị lăn rồi. Chọn trái nó 4 trái rồi anh. Còn chặt này cho nó có bạn có đâu. Làm giống quá vậy? Không phải. Ăn hả? Nữa ăn được. Ờ, tính làm giống chứ. Chứ nó còn trái nữa mỡ bà. Tôi nhả quên để trái trên đây kìa. Cái đó chừng già. Không, để bữa nay có nào nó nấu canh. Bữa đi ba trái đó. À, thấy cơ ớt của em không? Trái nhiều quá nhậu bên đây nè anh. Để chín nhóc hết trơn luôn nè. Nói chung là trái nhiều quá. Cũng được chứ không có nổi là nhiều. Không là gì vậy? Cũng được. Gì là mê à? Nhưng mà trái nó cay lắm. Còn thèm. Rồi đi vô. Con bưởi quế tốt quá tặng. Ừ. Chẳng qua em cắt bớt rồi đó cho nó lên non lại. Không ăn nó già. Đi sao mà té một cái là bỏ cái bộ đồ luôn. Nó búng lên một cái. Đi tới nhóng vừa vừa thôi. Búng là cái tạch vô mặt nó là xong luôn. Ý, đúng rồi, em có bụi dừa nước đâu rồi em à. Có thử chưa? Ủa, thấy có dấu thử đâu mà hỏi thử gầu vừa ăn. Có thử trái. Có lỗ đây đó hả? Thấy rồi. Chanh không có nước luôn á vậy anh. Tại sáng vừa ăn không có sức thì mình dắt. Phải không? Giỡn hoài. Em xào với ruột đó hả? Ừ, ruột đó. Để cái chanh nó cứng, cái chanh này như là nó màu nâu. Có nước, nó non. Còn non nó cứng đó. Ừ, nãy em già nó rồi. Muối vừa. Má mình thương vậy à? Đó hả? Ừ. Đậu cái kia mất tiêu rồi, cái đường kiếm chìm đâu rồi? Cái kia chìm. Không mà chìm sao mà lấy cây. Mà... Sợ nó trôi một chút nó mới chìm á. Đúng không? Mì... Ủa chanh thì nó trắng nữa không? Dám nó trôi đâu đó mà. Cái đường kiếm. Hổng gớt xuống nó tủng nó chìm á. Ừ. Nó chụp nó kịp ừ. Nó chìm mà nó cao ở đâu cái gì. Thì nó lặn á. Dạ. Ra bữa nay đóng cái đó lại luôn để cho mất tiêu. Mình ngửi con đập nó vớt.
anh múc cho em nước anh. Cái nước sôi thì mình vớt, đổ cái đó bỏ luôn á, dầu vô tỉ đi. Em đổ bỏ đó. Vừa đâu, nhẹ tay văng thôi gần. Không, bữa này bữa em rửa rồi nữa. Anh Nam đưa cho em cái lỗ nha. Rửa 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 đi. Mấy người già mà mới đồng kiếm ra. Không đẹp. Thử 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 thơm hả hồi. Được chưa? Đi. Cái nước nó bỏ đi, trắng vậy là trắng. Nó không ra nữa rồi. Thôi rồi. Còn nữa nó còn ra. Để bỏ vô chanh vô nó trắng. Ừ, tẩy nha, hay nha. Chanh với muối nó không tẩy. Cái măng ruột gà thì vịt người ta mình bỏ muối vô á, thịt gà nó sạch. Nó rửa sát cái gì? Sao? Rồi sập miếng xuống rồi. Sập nhà rồi. Rồi được rồi đó. Qua tay này nó hơi cứng, nó mới ngọt, nó không ngon gì. Cái non quá nào cũng không ngon. Dạ dạ. Theo em mình nghĩ đó mà. Cái gì non quá ăn cái nó mềm mèo. Nó ăn thôi. Không còn nó giòn. Ừ, nó giòn. Em thấy nó cũng hơi lạc hơn sao. Đào ra cái xanh dần á. Cái này đúng là làm với cái cây có gì chưa cải rồi không có chưa cải chơi cái này luôn. Thank you.
múc nước rồi. Nó gỗ hết chiếc phương ốm luôn. Sẽ đưa cầm luôn hả? Không phải, sẽ đang suy nghĩ. Thì bỏ gỗ đó. Nghĩ người lấy gỗ nào nữa hả? Đây hồi bó buộc ra đó. Tính bỏ vô luôn mà nó không có. Rồi đừng để vô ngược lại cái tao sắt bóng bên kia. Ok. Cái bự mỏng hay dày à? Tùy em. Mỏng mỏng cũng được, chắc xào cho nó mau cũng nhanh lắm ạ. Mấy đứa nhỏ nó ăn vừa nước bịch bịch. Tự xử luôn. Cũng được à. Cũng không chín. Trời ơi, làm thấy chảy miếng rồi nè. Thấy chấm quá cái chắc được lắm à. Thì cái em mua. Rồi sao không sắc gì không điều chứ. Mua con trái gì mua hai trái đi cho con chồng trái. Nè ăn đi khỏi để khỏi quay luôn. Ừ.
quay đi. Mấy món mua xì cua ha, em mua ớt, cây cây cài cây nè, em để vô dĩa cũng được nữa. Bỏ chung đấy được không? Mà mất công khều. Hai cái này có món xào trước rồi đó. Cho xào cho nó thấm với cái ruột á, mềm, làm ruột mềm. Sao bự dữ ta? Có mình xào trước. Trở về đó càng ngày càng bự mà. Chứ em biết sắp làm sao nữa giờ. Thôi cũng được, vậy đi. Ừ, cũng được rồi. Mình không có làm đâu bếp. Mình chỉ nấu ăn thôi. Thì cũng chưa phải là chuyên gia. Nước em mưa nữa. Rồi đó. Anh đi xử đi. Chị bị hồi teo nữa hả? Nó giật thế. Hồi teo nó teo giật. Sợ teo à? Đúng rồi, teo rồi. Đâu có sợ teo, không dám nói teo, nó giật à. Giật đâu giật, giật là nó ít. Nó giật. Còn này nó teo. Nó giật là khúc lại là cái bằng giật. Không, cũng nhiêu đó, nhưng mà nó teo. Giật là mất luôn, ít. Mất luôn. Cục á. Giật cái cục lại là kêu bằng giật, cái ra kêu teo được. Đúng rồi. Cái kia nó có giật lại không ta? Ủa. Có người nào người đó biết chứ. Ồ, vậy hôm nay em không thấy hả? Xào quá. Nè. Kìa nhóm lửa. Châu được cứ xào. Hỏi vàng cho quần được đó nha. Để lúc đầu anh xào chơi. Lúc đầu anh xào chơi cho nó ra đó. Cho nó chặt á. Không bị thôi. Không có dính đâu, thì quay đây nha mà. Trong cái khóm này nó ra nước cho nó thấm vô cái ruột này nó ngon. Cái ruột này nó cũng mang chín á, xào dài lâu quá nó xào lâu quá nó dai. Nó ra nước ra thấm.
Tóm này nó chua, anh cho nhiều đường tí. Cái đó có độ tí chua một mặt đúng không? Nó ra nước rồi nè. Mình cho cái này vô luôn cái nhà. Cái này vô. Nhiều quá cả nhà, nhiều quá. Cho nhiều này thôi, nhiều quá nó chảo nhiều không hết. Qua tay là nó teo xuống. Cái này nó ra nước luôn đó nha. Dễ em xào nữa. Tóm với dưới nó ra nước còn đặn luôn. Đậu luôn. Thấy là ok luôn. Cái này là ớt cái củ hành nha. Cái này em cho vô em xào chung luôn. Em xào sơ với em nhắc xem. Cho nó đều đều lên.
kỳ cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng cơm cả nhà. Bà xã em có câu làm hoài, mời cả nhà không? Ngon không? Giật lên nè. Nhắm chắc dài luôn á. Theo chứ giật gì? Giật. Ngon. Ngon ăn mạnh vô. Từ từ ăn chắc. Có ăn được không? Thử ăn cay không? Ngon hả? À? Cái mùi ngon á gì cả. Ngon quý. Để quý mà nó còn nói ngon nữa mà. Ngon tua tua. Ừ. Cái điện thoại của em nó dở rồi nên nó hơi dạ dạ nắng cả nhà ha. Nó gì nó ra ngoài trời thì nó đỡ. Ở trong nhà là nó gì á, nghĩa là nó lấy là kiểu làm sao không hiểu. Cái vũ trường nha, ừ. Nó nhảy giật giật. À, nếu như em để yên chỗ em khóa sáng á, thì giờ em nó đang thui rồi, còn nếu em để bình thường thì nó cà giật vậy đó. Khóa sáng nó ít có giật lắm mà nó đen, màu nó không đẹp. Cho nó ăn luôn, khóm chua thiệt chứ. Ừ, đâu cả nhà, mời cả nhà ăn cơm ha. À, lòng xào khóm với qua tay. Ăn còn khóm không? Qua còn khóm không? Thử miếng không nè. Không được ngon. Ừ, không có dai. Có thể dọn không? Ngon, dạ miệng ngon ha. Cái chua, cái chua còn ngọt, có qua thì nó giòn giòn, cái miếng ớt cay cay nữa thêm, rồi miếng phải thơm. Con này phải bỏ vô dầu cần tàu nữa cái gì. Hồi sáng em đố mua không gói rồi em bỏ luôn, bỏ qua luôn. Hôm qua quên, hôm qua có chuồng bán rồi không quên. Giống như hai vợ chồng em mà điều kiện ở đây bán cái gì á, mua đó cộng thêm ở nhà nữa là khi không đủ đồ, khi em làm em mới không đủ, không đủ đồ thì biết là không đủ đồ em là không ngon, nhưng mà cho tụi em quay đại thôi đó. Từ từ em sẽ sửa lại bằng đó cho đủ đồ ha. Ăn còn không biết. Còn không? Còn ăn không? Ăn gì mày nhóc chưa? Khớp hả? Khớp mà không khớp cho nó ăn nhóc khớp cho mà. Cái khớp bự. Mà có nhà. Mệt khớp. Ừ, ăn. Cái chua ăn đó ngán. Có qua không? Không biết à. Qua tay, không
Định gì vậy? Cũng bành máy. Chín rồi không biết à? Không. Ừ, nhà này lâu à? Mày biết ở đâu rồi? Giá bự á. Tết để bự. Còn nghĩ hả? Ăn gì chích chích cái miệng vậy? Tao cho ăn quả rồi. Này, đưa tôi. Ăn hết ruột cái gì? Ruột nó không mà hả? Cái này khớp nhiều. Không mềm. Ít cái ruột có mềm ít mềm. Có khi là nó mềm. Ngọt á. Đâu cay đâu. Hay à, hay à, ăn được. Cái này ăn không đúng không? Ok. Chua, khớm chua chua. Ăn không nhé. Hôm qua anh xào hết luôn hả? Đâu á? Bỏ lại. Nó xuống đầu bỏ lại miếng. Sao nó bỏ hết luôn. Teo. Sao nó teo lại. Sao ngồi thấy nó teo. Và video anh tới đây cả nhà. Anh tâm nhớ cảm ơn cả nhà đã ủng hộ vợ chồng em ha. Mong được sự ủng hộ luôn của cả nhà lâu dài hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều ha. Chúc cả nhà mình đầu tài mới, ăn lành hạnh phúc, thành công trong mọi công việc. Cả nhà thấy ủng hộ vợ chồng em ha. Đây thì ủng hộ vợ chồng em một like, một đăng ký, một chia sẻ. Like mạnh tay em, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Chào mẹ cả nhà mình được video sau hơn. Video sau món ăn gì đó ngon hơn nữa ha cả nhà ha.
Rồi, mấy ba cả nhà mình luôn, hẹn cả nhà mình video sau.